mời quý vị và các bạn thực hiện nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã trên ngày đấy lần thứ 12, nhiệm kỳ 2019-2024. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tầng lớp nhân dân trong toàn xã đã chung sức đồng lòng phát huy thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để thực hiện, đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Chiên Né đã thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chú trọng đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết rộng rãi các thành phần xã hội, thông qua việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần nâng cao ý thức, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh. Phối hợp tuyên truyền về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò uy tín của các tổ chức tôn giáo, phát huy uy tín, trách nhiệm của các chức sắc các tôn giáo trong vận động đồng bào tôn giáo, thực hiện tốt phương châm, sống tốt đời đẹp đạo. Hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn được quan tâm. 100% khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội, phần lễ được tổ chức trang trọng, phần hội tổ chức các hoạt động sôi nổi. Việc tổ chức ngày hội được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, nhân dân đồng tình. Và hưởng ứng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã phối hợp với chính quyền thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các đơn vị, các tôn giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân cùng chung tay ủng hộ phòng chống đại dịch COVID-19. Thông qua công tác tuyên truyền đã huy động được sự tham gia hưởng ứng tích cực của nhân dân trong công tác phòng chống dịch, góp phần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân để phòng chống dịch hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, Quỹ vì người nghèo vận động được hơn 188 triệu đồng, qua đó đã hỗ trợ xây mới 11 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ đột xuất cho những hộ gia đình gặp khó khăn với số tiền 11 triệu đồng, hỗ trợ hơn 184 triệu đồng cho thiên tai lũ lụt và người nghèo đón Tết. Trong một nhiệm kỳ vừa rồi và đã đạt được một số kết quả cao, thì đối với công tác an sinh xã hội, thì trong cái thời gian qua thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã phối hợp với các tổ chức chính trị cũng như là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tổ chức triển khai và đã xây dựng được 11 nhà đại đoàn kết cho các cái hộ nghèo, hộ cận nghèo và các cái hộ gia đình khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí hơn 700 triệu đồng. Để thực hiện tốt công tác an sinh xã hội thì chúng tôi thường xuyên vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm hỗ trợ cho các cái đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán. Thì hàng năm thì chúng tôi thực hiện tặng quà Tết cho các hộ nghèo 100%. Và chúng tôi cũng phối hợp với các cái tổ chức chính trị xã hội cũng thường xuyên tổ chức các cái chương trình như Xuân Tình Nguyện Tết Yêu Thương, mục đích để chăm lo Tết cho các em thiếu nhi cũng như là các cái hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã. Thì về công tác giám sát phản biện xã hội, rồi tổ chức đối thoại thì hàng năm thì Mặt trận xã cũng tổ chức thường xuyên cuộc đối thoại với các tổ chức tôn giáo, rồi già làng người uy tín qua đấy thì kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các cái già làng người uy tín và các chức sắc tôn giáo trên địa bàn xã với hơn 6 cuộc tổ chức đối thoại. Thì bên cạnh đó thì Mặt trận xã cũng phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội tham gia xây dựng chính quyền, góp ý vào các cái dự thảo văn bản tập trung chủ yếu liên quan đến các cái chính sách cũng như quyền lợi của các hội viên, đoàn viên của các cái tổ chức chính trị xã hội xã. Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã tổ chức 5 cuộc giám sát theo chương trình giám sát hàng năm, tổ chức 9 hội nghị hiệp thương, đảm bảo dân chủ đúng luật, lựa chọn đại biểu đủ đức, đủ tài làm đại biểu Hội đồng Nhân dân. Nhân dân phấn khởi tham gia bỏ phiếu, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp với tỷ lệ đạt 99%. Toàn xã có 21 tổ hòa giải với 147 hòa giải viên. Các tổ hòa giải thường xuyên được bổ sung kiện toàn kịp thời, tích cực tham gia hòa giải các mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, đã hòa giải thành công 15 vụ. Thông qua hoạt động hòa giải đã góp phần giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nhân dân, phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Chiên Né đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, xác định đúng vai trò vị trí của Ban công tác Mặt trận trong tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua ở địa phương.
Cùng với việc củng cố kiện toàn tổ chức Ban Công tác Mặt trận, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng kỹ năng nghiệp vụ cho trưởng Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư. Trong nhiệm kỳ tới, đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã là phát huy những mặt đã đạt được của nhiệm kỳ trước nhằm nâng cao vai trò của mặt trận trong hệ thống mặt trận, dưới sự chỉ đạo của mặt trận cấp trên, tăng cường vai trò của mặt trận trong hệ thống đại đoàn kết, phát huy vai trò vận động bà con nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt là xây dựng hương ước, quy ước tại thôn buôn nhằm phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là sự quan tâm của các cấp ủy đảng thực hiện chương trình phát triển kinh tế trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ được cấp ủy đánh giá cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Chư Né tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua khó khăn thử thách, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của xã Chư Né.